Tôi nói cái này, cái ông này là dạng khi một gọi là một người mà gọi là bệnh, gọi là mình không phải là bệnh, không phải là bệnh nha, tự nhiên thôi. Cái người mà nó ho, ông hỉ nguyên nhân nó ho từ đâu? Đa số là thời tiết lạnh hay là do phổi, nói chung ho liên quan do phổi rồi Phổi thì nó gọi tới người bệnh phổi rồi, mà nó là hả? tôi nói là không phải là bệnh rồi mà. Chứ sao ho có đờm hả? Đàm mà À đàm có kiểu mà đờm, đàm 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 đầm khô đầm đàm cứng đúng khô không? đàm cục á, ông kiểu Ừ ông khạc nó không ra, kiểu ông khạc bắt đầu nó chạy lại, khạc nó chạy lại đó, ừ cái đàm đó mới gọi là cái làm cho mình ho dai dẳng. đúng rồi Khi nào mà ông khạc được cái cục đàm nó ra rồi á đúng thì đó mới hết ho, đúng rồi nhưng mà khi nó đã thời tiết lại á đúng rồi tiếp tục ho. đúng rồi Là chỗ đen á, ngoài thuốc tây mới có bán thuốc sổ đờm đó, uống vô nó tiêu đờm đó. Ừ, thuốc tây có bán nhưng mà uống nhiều hơi nóng xíu thôi. Mà tôi thấy uống cũng cũng nói chung là miễn sao mà cái đờm đó mà nó dằn ra, là khi đó là mình khạc ra được cái là nó hết ho. Tại vì cái sự khác nhau giữa thuốc tây và mình uống lá cây nó khác, thuốc tây thì uống vô nó có liền luôn, phát công dụng liền luôn. Gì ghê vậy? Ừ, thuốc tây mà uống vô có công dụng liền luôn mà. À, còn hết. Còn ba cái thuốc nam, thuốc lá cây thì nó không có dụng liền nhưng mà nó an toàn và nó đi dài dài. Là mỗi lần nếu mà nó hết là nó hết luôn, tầm thời gian lâu lâu nó bị lại. Còn thuốc tây là nó hết thì hết nhưng mà 2 3 ngày sau nếu mà anh lại tiếp xúc với một người bị cảm thì anh lại bị lại bình thường. Cũng có thể. Ừ, đã chia sẻ cho mọi người nè, nếu mà mấy anh em mà đang có đờm, mà đờm đặc, mà đờm mà ho không ra, chia sẻ mọi người cách làm cho bớt đờm hoặc là tiêu đờm. Cái đờm mà đậm đặc á đúng không, Ừ. nó tanh lắm. Đúng rồi, mọi người biết ngò gai Cái ăn phở không? Nếu mà mấy anh em không biết ngò gai, em có lá trên hình cho mọi người coi. Ngò gai ấy, mọi người kiếm tầm một nắm hoặc là 5 6 cây cũng được, nói chung là uống nhiều cũng được, một ít cũng được, nhưng mà phải tệ tệ có trên 5 lá. Chứ một người kiếm một lá cũng như không. Không phải 5 lá mà 5 cái bẹ, 5 cái cây của nó luôn á. à, 5 cây á. 5 cây của nó, 5 cây bao nhiêu lá kệ nhưng mà lấy 5 cây á. À, Mọi người nấu nước uống. sắc 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 ra Sắc cũng được mà để nguyên cũng được mà sắc ngon à. hơn. Nói chung nôm na một câu là sắc nấu nước uống, nấu nước cây ngò gai uống Dùng để làm gì, tiêu đờm giảm đờm rất là hiệu quả. nghĩa là cái đền cái đờm mà đờm 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 cục Đúng đờm rồi, kẹo nó làm mềm ra, hoặc là đúng rồi, nó nó lỏng ra dễ được. ra hơn khi mọi người mà ho cái người một cái là nó ra luôn, nó không còn có cứng nữa. À, nó không chảy ra dịch xuống nữa. Đúng rồi, rất là hay, Đù thì không á. uy tín luôn. Nếu mà anh em mà đang gặp trường hợp đó thì lấy tầm 5 cây ngò gai nấu nước uống, nấu ấm, uống ấm ấm dễ hơn, nó dễ tan hơn. Thì đúng rồi. Là khi uống vô một xíu mọi người thấy là cái cục đờm mọi người nó dẻo dẻo ra, mọi người chứ khạc một cái một phun ra hết. Nó là như vậy. Hay dữ ta. Ừ, đó là một bài thuốc rất là hay luôn. Không cần uống thuốc tây. Tôi nóng rồi. Đó, chia sẻ mọi người nha, mấy anh em mà đang bị vấn đề mà đờm có thể áp dụng thử nha, nhớ đăng ký bật chuông.